xin kính chào quý vị. Hôm nay Jeremy sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm spa chair mới hiện đang có mặt trên thị trường, tên là Diva Deluxe Spa Chair, và cái này là dòng sản phẩm của năm 2020. Cái dòng sản phẩm này như quý vị thấy nó rất là hoành tráng. Cái spa chair này nhìn rất là hoành tráng và khác biệt với tất cả những cái sản phẩm mà hiện đang có trên thị trường. Là tại sao? Tại vì cái này là một cái ghế nguyên thủy là để cho cái home massage chair với full body massage function, nhưng được sử dụng kết hợp với lại một cái pedicure basin để mà biến thành một cái deluxe spa chair, một cái ghế spa chair thượng hạng, sang trọng. Thì Jeremy bây giờ sẽ giới thiệu cho quý vị về một số function của cái ghế ha. Thì ở đây á, là mình có một loại cái cup holder, là mình có thể đẩy ra đẩy vô khi cần thiết, khi mà khách mà họ có trà nước hoặc là họ cần để uống cái này, mình chỉ cần lấy cái này mình để lên, sau đó thì chỉ cần bỏ cái cup lên đây cho họ thôi, rất là tiện lợi. Và có thêm một cái USB charging port, cái chỗ để mà charge phone, charge điện thoại, charge laptop, iPad, thì cái dây có thể mình cắm vô đây USB ha. Và một cái chỗ để mà khách nữ có thể móc những cái túi giỏ xách của họ vào ngay đây như thế này. Và cái ghế này á, thì là hồi nãy Jeremy đã nói rồi đó, là full body massage, là có thể massage từ lưng, hai cánh tay xuống luôn cả cái phần đệm ngồi của cái ghế đều có cái massage function hết. Và khách có thể dùng cái remote control này để control cái function mạnh nhẹ như thế nào tùy theo sở thích của họ, hoặc là đẩy lên, adjust cái seat, đẩy lên hoặc là đẩy xuống như thế này ha, tùy theo sở thích. Và họ cũng có thể control được cho cái bồn ngâm chân đẩy ra đẩy vô. Và cái này như vậy thì là mình cái remote này mình sẽ giữ ở trong đây, rất là tiện lợi, không có bị cái này là cái full actual remote, không có phải là dán lên những cái chữ hay cái gì hết, thì sẽ không có bị mấy cái chemical làm cho bay màu, bay chữ hoặc là hư, tại vì mình có một cái pouch này để vô. Và thêm một nữa là đây á, cái ghế này thì khách có thể vừa ngồi làm móng tay hoặc là móng chân cùng một lúc, vì mình có thể đẩy cái này xuống như thế này, cái armrest có thể được đẩy xuống như thế này. Thì sau đó tiện chỉ cần đẩy một những cái tray vô đây thì khách có thể vừa ngồi làm móng chân, vừa được làm móng tay cùng một lúc, xếp thời gian thì mình sẽ có nhiều thời gian để mà mình rotate cái lượt khách của mình hơn. Đó, là như thế này ha. Sau khi làm xong thì mình chỉ cần đẩy lên, nó sẽ tự động lock lại. Hai bên đều là có một cái function giống như nhau, đẩy lên, đẩy xuống, hai bên cái tay ghế đều được cái function giống như nhau. Thì bây giờ Jeremy đã nói xong về cái function ở trên của cái ghế rồi, thì mình sẽ nói về vấn đề cái bồn ngâm chân ha. Trước tiên á, là Jeremy muốn nói sơ về cái air vent. Thì Diva, cái dòng sản phẩm Diva chair này á, là có cái air vent ngay đây để đáp ứng được mọi sự đòi hỏi của state law, là cần phải có air vent. Thì mình có ngay đây. Và thông thường ở những cái dòng sản phẩm spa chair khác á, thì những cái nút để mà bấm để mà fill nước, hoặc là để cho bấm on off cho cái bồn ngâm chân á, nó nằm ngay đằng trước. Thì những người thợ khi mà họ làm móng á, thì cái đầu gối của họ sẽ đụng vô những cái nút đó, rất là bất tiện. Của Diva thì là hai cái những cái nút control được nằm ở hai bên cái ghế, bên tay phải và bên tay trái. Thì bên tay phải là để mình bấm để mà autofill cái nước, cái bồn này là autofill, là mực nước nó sẽ ngừng lại ở cái mức quy định, mình không cần phải canh. Và người thợ có full control, có thể control được cái bồn ngâm chân đi ra đi vô theo như cái ý họ muốn, rất là tiện lợi ha. Ok. Rồi thì Jeremy sẽ giới thiệu thêm về cái phần footrest của cái ghế. Cái footrest để mà cách đặt chân lên á, được làm á là nó rộng rãi, chắc chắn. Khác biệt so với những cái dòng ghế khác thì khách á, cho dù chân to nhỏ hay như thế nào để lên đây đều có đủ chỗ cho họ hết, rất là tiện.
mình có thể để lên như thế này hoặc đẩy xuống như thế này. Và khi mà khách cần sử dụng cái máy gel á, UV lamp á, thì chỉ cần đặt lên đây, để đây đây, như đây, nó rất là steady, nó không có bị tuột hoặc không có bị rớt. Nó giữ như vậy để cho người thợ có thể làm chân cho khách để đây mà không có bị rớt lên rớt xuống hoặc là không có đủ chỗ. Nên cái dòng ghế này nó rất là, khi nó được sản xuất thì được sản xuất với cái sự đòi hỏi của người tiêu dùng á, thì nó rất là tốt. Thì dòng sản phẩm Diva Chair này á là được làm với 4 màu hiện tại đang có trên thị trường, là 4 màu: màu gray, màu chocolate, burgundy và màu cappuccino. Xám, chocolate, burgundy, cappuccino. Thì mong là quý vị sẽ enjoy sản phẩm của cái dòng ghế Diva Deluxe Spa. Và Trammy chúc quý vị sẽ là làm ăn buôn may bán đất và sẽ có nhiều thành công với dòng sản phẩm mới này của chúng tôi. Xin cảm ơn.